Kính thưa tất cả quý thầy cô, anh chị, các quý đồng nghiệp, các quý đại biểu tham gia cái buổi tọa đàm ngày hôm nay. Thì trong cái chương trình hôm nay thì tôi xin cập nhật về tiến bộ trong cái điều trị ung thư vú di căn với thuốc ức chế CDK46 từ hội nghị San Antonio năm 2021. Một loại ung thư mà có cái tỷ lệ mắc cũng như tỷ lệ tử vong cao nhất ở phụ nữ trên thế giới. Tại Việt Nam thì hàng năm theo Global Can năm 2020 thì cái số lượng mắc ung thư vú của phụ nữ là khoảng 21.000, trong số đó tử vong khoảng 9.000, tức là cái số lượng tử vong phải gần 50%. Trong ba ung thư hay cái loại ung thư hay gặp ở Việt Nam đó là ung thư vú, gan và phổi thì cái tỷ lệ mắc, cái số mắc của ung thư vú là cao nhất. Tuy nhiên số tử vong thì lại đứng sau ung thư phổi và ung thư gan. Điều này có thể cho thấy rằng cái hiệu quả điều trị đối với ung thư vú là tốt hơn so với hai loại ung thư kia, và cái tương lai xu hướng của điều trị ung thư vú của chúng ta cũng là tốt hơn. Về tổng quan trong cái điều trị ung thư vú cho đến nay thì chúng ta được phân thành các cái phân tiếp sinh học. Thứ nhất là phân tiếp về thụ thể nội tiết dương tính. Phân tiếp thứ hai là yếu tố phát triển biểu bì dương tính, và phân tiếp thứ ba là phân tiếp triple negative, hay còn gọi đó là ba cái yếu tố thụ thể nội tiết và yếu tố phát triển biểu bì âm tính. Có 6% bệnh nhân ung thư mới được chẩn đoán, hay còn gọi là ung thư vú di căn de novo, cần được điều trị, và 50% bệnh nhân ở cái giai đoạn ban đầu sẽ tiến triển thành di căn, và chúng ta cũng cần phải điều trị những cái đối tượng di căn này. Cho đến nay thì điều trị ung thư vú di căn thì không thể khỏi được. Tuy nhiên cái việc điều trị sẽ mang lại cái kết quả sống còn cũng như là cải thiện cái chất lượng sống cho người bệnh ngày một tốt hơn. Để điều trị cho ung thư vú di căn có cái thụ thể nội tiết dương tính và yếu tố phát triển biểu bì âm tính thì cái tiêu chí điều trị chính đó chính là cái điều trị toàn thân, ngoài cái việc điều trị tại chỗ hoặc là những cái điều trị chăm sóc triệu chứng khác. Thì cái điều trị toàn thân sẽ bao gồm các cái liệu pháp. Đối với thụ thể nội tiết thì cơ bản chúng ta phải nghĩ đến cái liệu pháp hormone. Tiếp đến là các cái liệu pháp mà chúng ta vẫn đang sử dụng bây giờ là hóa trị toàn thân. Ngày nay với cái sự tiến bộ của các cái thuốc đích bao gồm có ức chế CDK46, ức chế MTO hoặc là ức chế BIC3CA và một số các cái đích khác đang trên đường nghiên cứu thì sẽ góp phần vào nâng cao cái hiệu quả điều trị. Và ngoài ra các cái thứ thuốc khác mang tính chất là hỗ trợ cũng là toàn thân như là các thuốc bifosphonat điều trị trong những cái trường hợp mà di căn xương toàn thân thì cũng là cải thiện cái chất lượng sống cho người bệnh. Làm nào để cho nó to ra nhỉ? Okay. Về nguyên tắc điều trị ung thư vú di căn có thụ thể nội tiết dương tính và HER2 âm tính thì trước một trường hợp bệnh như vậy thì chúng ta đều phải cá thể hóa từng bệnh nhân, cân nhắc rất là nhiều các yếu tố bao gồm yếu tố gánh nặng người bệnh, các cái vị trí di căn, tình trạng về mức độ lan rộng bệnh, liên quan các yếu tố về xã hội học, về tuổi, về các cái tình trạng kinh nguyệt của người bệnh và rất nhiều các yếu tố khác. Sẽ chia thành hai phân nhóm để chúng ta có thể điều trị được. Nhóm thứ nhất là bệnh tật mà không đe dọa đến tính mạng và có thể đáp ứng với điều trị nội tiết thì sẽ được lựa chọn điều trị bằng nội tiết là đầu tiên cho cái bước 1. Còn đối với những cái trường hợp mà có bệnh mà đe dọa tính mạng, những cái khủng hoảng tạng mà cái việc điều trị nội tiết không thể có cái sự đáp ứng nhanh và mạnh thì trong trường hợp đó sẽ được bắt đầu bằng các hóa trị cho người bệnh. Các cái hóa trị cơ bản thì chúng ta đã biết rất là nhiều, chúng ta có thể là đơn trị, có thể là đa trị, tùy vào cái mục tiêu cũng như thể trạng người bệnh mà chúng ta có thể sử dụng. Bao gồm các tác nhân là anthracycline nếu như trước đó bệnh nhân chưa từng điều trị, taxan, vinorenbin, gemcitabine, capcitabine, liposomal doxorubicin hoặc các nhân tố khác mới nữa. Còn về nội tiết thì chúng ta cũng có rất là nhiều các cái phương án. Cho đến nay thì các cái khuyến cáo của các cái hiệp hội ung thư Hoa Kỳ, hiệp hội ung thư châu Âu cũng như các cái khuyến cáo của Bộ Y tế của Việt Nam năm 2020 rất là mới thì cho thấy rằng cái liệu pháp nội tiết vẫn là liệu pháp cơ bản trong điều trị ung thư vú di căn. Có thụ thể nội tiết dương tính, tiếp đến là hóa trị liệu. Và thuốc ức chế CDK46 kết hợp với thuốc nội tiết có thể là các cái ức chế aromata hoặc là các cái điều biến chọn lọc giảm cái thụ thể nội tiết. Estrogen kết hợp sẽ là lựa chọn điều trị đầu tay ưu tiên, sẽ giúp
cải thiện được cái PFS, thậm chí là cải thiện cả cái sống thêm toàn bộ với cái độc tính mà chấp nhận được so với cái việc điều trị nội tiết đơn thuần trên những người bệnh mà có cái thụ thể nội tiết dương tính, HER âm tính. Hóa trị chỉ được dùng trong những cái trường hợp mà có những cái khủng hoảng tạng, như tôi đã nói ở bên trên. Về thuốc ức chế CDK46 khi kết hợp cùng với cả thuốc nội tiết, đó là cái ưu thế, ưu việt trong cái điều trị. Cơ chế hoạt động của CDK46 được nhắc đến mô tả như sau. Thứ nhất là cái con đường dẫn truyền cyclin D kết hợp cùng với enzyme phụ thuộc cyclin kinase 46 với yếu tố INK4RB là được hoạt hóa trong bản thân trong cái tế bào ung thư vú. Thì ở những người mà cái tế bào ung thư vú thì cái tỷ lệ này cao hơn hẳn so với những ở cái mô bình thường, các cái tế bào bình thường. Và các cái tín hiệu phân bào kích thích tổng hợp từ cái chuỗi này nó sẽ làm ức chế cái phân bào chuyển từ pha G1 sang pha S. Khi chúng ta sử dụng các cái thuốc ức chế CDK46 sẽ làm ngăn chặn cái con đường này và do đó tế bào sẽ không thể nào phát triển được và từ đó cũng sẽ dẫn đến cái việc ngừng tăng sinh của tế bào ung thư. Để cập nhật về sống thêm toàn bộ trong các cái nghiên cứu của các loại thuốc ức chế CDK46 thì cho đến nay chúng ta đã có 3 loại thuốc về ức chế CDK46 đã được công bố, đã được ứng dụng và điều trị ở tại các quốc gia, đó là ribociclib, abemaciclib và palbociclib. 3 thuốc này đã được tiến hành trong các cái thử nghiệm lâm sàng pha 3 rất là lớn. Thì đối với ribociclib là chúng ta có 3 cái nghiên cứu cơ bản, đó là nghiên cứu Mona Lisa 2, Mona Lisa 3, Mona Lisa 7. Về abemaciclib thì có 2 nghiên cứu, đó là nghiên cứu Monarch 2 và Monarch 3. Còn palbociclib là 2 nghiên cứu Paloma 3 và Paloma 2. Các cái bước điều trị cho các cái thuốc ức chế CDK46 kết hợp với nội tiết thì có thể là có nghiên cứu là bước 1, có nghiên cứu là bước 2 sau một cái nội thất bại một nội tiết trước hoặc là một hóa trị trước. Về tình trạng mãn kinh thì hầu hết các nghiên cứu là có các bệnh nhân là đã mãn kinh rồi. Còn lại một số các cái nghiên cứu thì nghiên cứu trên những bệnh nhân tiền mãn kinh, ví dụ như nghiên cứu Mona Lisa 7, nghiên cứu Paloma 3 thì có cả bệnh nhân hậu mãn kinh và tiền mãn kinh. Nghiên cứu Monarch 3 cũng là hậu mãn kinh và tiền mãn kinh. Đối với những nhóm bệnh nhân và tiền mãn kinh thì đều được sử dụng các cái thuốc ức chế đồng vận GnRH để chuyển bệnh nhân thành mãn kinh, khi đó sẽ sử dụng kết hợp cùng với ức chế CDK46. Các cái thuốc điều trị nội tiết phối hợp với các cái thuốc ức chế CDK46 này trong các cái nghiên cứu đều là ức chế aromatase kết hợp hoặc là các cái thuốc điều biến giảm cái thụ thể estrogen là fulvestrant. Về thời gian chọn mẫu chung đối với các nghiên cứu này là đều bắt đầu khoảng từ những năm 2013 cho đến năm 2015-16 và các cái dữ liệu cắt là từ năm 2018 và cho đến nay thì cũng có nghiên cứu chưa hoàn tất. Đối với ribociclib thì các cái nghiên cứu đã hoàn tất và đã cho cái kết quả sống thêm được báo cáo trong cái hội nghị San Antonio. Ngoài ra thì đối với abemaciclib thì chúng ta cũng đã có cái kết quả về sống thêm toàn bộ. Tuy nhiên một số các nghiên cứu khác dù chưa có kết quả nhưng mà các kết quả về sống thêm không tiến triển bệnh cũng như là các cái tiến dữ kiện ban đầu cũng đã thấy rằng ủng hộ hoàn toàn về cái hiệu quả của 3 cái thuốc ức chế CDK46 này là như nhau. Và trong số 3 thuốc này thì người ta thấy rằng ribociclib là thuốc cho đến bây giờ là duy nhất mà đã thấy được rằng là đã cải thiện một cái OS rất là có ý nghĩa hơn hẳn hơn 1 năm so với chỉ dùng nội tiết. Các cái bản guideline hướng dẫn thực hành mới nhất ở trên thế giới và đặc biệt đây là cái bản guideline hướng dẫn của cái hội nghị của Mỹ, của Hoa Kỳ thì cũng phù hợp với các hướng dẫn của Việt Nam của chúng ta. Thì cái bước điều trị đầu tiên cho những cái trường hợp mà ung thư vú tái phát di căn có thụ thể nội tiết âm tính và yếu tố phát triển biểu bì dương tính thì người ta đầu tiên là cái sự lựa chọn giữa ức chế aromatase kết hợp cùng với thuốc CDK46, ức chế CDK46. 3 thuốc được đóng vai trò như nhau: abemaciclib, palbociclib và ribociclib. Lựa chọn của bước 1 này cũng có thể là fulvestrant kết hợp cùng CDK46. Ngoài ra nếu như không thể được thì chúng ta cũng có thể chỉ dùng đơn chất là cái
phun vết trang thôi. Sau đó là đến các cái bước sau, các cái bước 2 sau đó thì có thể là có các dùng các cái thuốc đích khác. Và tất cả những cái dữ kiện này đều được công bố trên các cái thử nghiệm lâm sàng pha 3. Hội nghị San Antonio là cái hội nghị hàng năm về chuyên đề ung thư vú mà dành cho các đối tượng là các nhà lâm sàng về nội khoa cũng như phẫu thuật hoặc là xạ trị, được tổ chức hàng năm tại thành phố San Antonio, bang Texas của Hoa Kỳ. Thì cái hội nghị này chúng ta cũng thường xuyên tham gia và cập nhật các kiến thức. Thì trong những năm gần đây thì do dịch bệnh COVID cho nên là nó hoàn toàn diễn ra online và chúng ta cũng cập nhật online tất cả các cái thông tin. Cái thử nghiệm Mona Lisa 2 là cái thử nghiệm mà được báo cáo ở tại cái hội nghị San Antonio năm 2021, cập nhật về cái thời gian sống thêm toàn bộ của ribociclib, một trong ba thuốc ức chế CDK46 khi kết hợp cùng với một AI, đó là letrozole. Thì đây là một cái thử nghiệm lâm sàng pha 3 đa quốc gia mù đôi phân ngẫu nhiên đối với những phụ nữ hậu mãn kinh, và những bệnh nhân này thì là có cái nhạy với cả nội tiết. Số lượng bệnh nhân tham gia là 668 bệnh nhân, chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là dùng ribociclib kết hợp với letrozole. Nhóm thứ hai là placebo kết hợp với letrozole. Và cả hai đều chu kỳ 28 ngày, thuốc ribociclib được dùng 3 tuần và sau đó là nghỉ 1 tuần. Các cái tiêu chí chính để đánh giá là PFS. Ngoài ra các cái tiêu chí phụ khác đó là sống thêm toàn bộ và cái tỷ lệ đáp ứng toàn bộ cũng như là lợi ích lâm sàng, tính an toàn và chất lượng sống của người bệnh. Các cái kết quả về sống thêm báo cáo 5 năm, 6 năm cho thấy rằng trong nhóm kết hợp thì cái thời gian trung vị sống thêm toàn bộ cao hơn hẳn ở cái nhóm kết hợp. Ở 5 năm thì là 52% bệnh nhân vẫn còn sống đến 5 năm, trên 50%. So với cái nhánh không kết hợp chỉ có AI đơn thuần là 44%. Ở cái vị trí thời điểm 6 năm thì cũng thấy là cao hơn là 44,2 so với 32%. Và cái đường cong sống thêm của ribociclib kết hợp với AI vẫn còn cao hơn, kéo dài, và chúng ta cũng còn chưa thể biết được cái kết quả cuối cùng. Và cái trung vị sống thêm của nhóm ribociclib kết hợp letrozole là gần 64 tháng, so với nhóm chỉ có dùng letrozole đơn thuần là 51 tháng, tức là phải hơn đến hơn 1 năm, hơn 12 tháng. Thì với cái mức ý nghĩa rất là có ý nghĩa thống kê với P bằng 0,004. Khi mà phân tích theo các cái dưới nhóm bao gồm có di căn xương hay là không, các cái di căn gan có hay không, các cái di căn tạng khác ở vị trí phổi có hay không, một số các cái vị trí di căn, cái số lượng vị trí di căn là dưới 3 hoặc là trên 3, hoặc là các cái hóa trị trước đó có hay không, dùng các cái nội tiết trước đó là cái loại nào, không steroid, ức chế aromatase hoặc là tamoxifen kết hợp với cả ức chế aromatase không steroid, thì có thể thấy rằng là đâu đó có những cái kết quả chưa đạt mức ý nghĩa thống kê, nhưng tựu chung lại thì tất cả các cái phân nhóm có dùng ribociclib kết hợp với nội tiết là tốt hơn hẳn so với nhóm placebo hay còn gọi là nhóm nội tiết đơn thuần. Thì như vậy là với cái nghiên cứu Mona Lisa cập nhật, mục đích là cập nhật tại 6 năm cái kết quả sống thêm toàn bộ. Ngoài ra báo cáo thêm về các cái dữ liệu về sống thêm ở các cái phần dưới nhóm thì có thể thấy rằng trung vị sống thêm toàn bộ của cái nhóm ribociclib kết hợp letrozole đạt tại 6 năm. Cái trung vị của đó là 64 tháng so với 51 tháng, và cập nhật tại 6 năm nó vẫn cao hơn so với cả cái nhóm dùng letrozole đơn thuần. Khi mà so sánh các cái dưới nhóm thì bất kể cái việc phân chia nhóm như thế nào thì cái lợi ích vẫn thuộc về ribociclib kết hợp với điều trị nội tiết toàn thân so với dùng nội tiết AI đơn thuần. Và cũng trong cái hội nghị San Antonio này thì cũng có một cái báo cáo về tổng hợp của cái thử nghiệm lâm sàng của ba cái nghiên cứu của ribociclib kết hợp với nội tiết, đó là Mona Lisa 2, Mona Lisa 3 và Mona Lisa 7. Thì bước trên thì tôi cũng đã nhắc đến ba cái nghiên cứu này với các cái đối tượng nghiên cứu khác nhau một chút. Như nghiên cứu Mona Lisa 2 thì là nghiên cứu cho các bệnh nhân hậu mãn kinh. Nghiên cứu Mona Lisa 3 thì nghiên cứu cho phụ nữ hậu mãn kinh và đã có một cái điều trị có thể điều trị nội tiết trước đó một bước.
Còn Mona Lisa 7 thì thực hiện cho những phụ nữ chưa mãn kinh và bệnh nhân cũng có thể đã từng dùng hóa trị trước đó, tuy nhiên chưa điều trị nội tiết. Và những bệnh nhân này thì sẽ được dùng ức chế buồng trứng. Còn hai nghiên cứu trên thì sẽ là kết hợp ribociclib hoặc là kết hợp với letrozole hoặc kết hợp với fulvestrant. Đây cũng là một cái thử nghiệm pha 3 rất là lớn. Mục đích cũng là đánh giá cái cải thiện PFS cũng như là OS. Trong cái nghiên cứu này thì người ta còn phân tích những cái dưới nhóm liên quan ở trong ba cái thử nghiệm này. Đó là chúng ta cũng biết là thụ thể nội tiết dương tính thì cũng là thụ thể là IA dương tính hoặc là PA dương tính và HER âm tính trong cái nghiên cứu. Nhưng mà tuy nhiên ở trong nhóm nội tiết vẫn có cái tiếp sinh học nữa bằng cái phương pháp PAM50 gen phân tích các cái yếu tố mà tiên lượng thì người ta thấy rằng nó vẫn còn có những cái phần dưới nhóm, đó là nhóm Luminal A, Luminal B, nhóm dầu HER2 và nhóm Baseline. Thì tổng hợp các cái nghiên cứu này, người ta sẽ cho thấy cái lợi ích như thế nào ở dưới các cái phân tích như vậy. Thì có thể thấy rằng ở trong cái nhóm kể cả là ribociclib kết hợp với nội tiết hay là nhóm chỉ dùng nội tiết đơn thuần thì thấy rằng cái Luminal A vẫn là nhóm được tiên lượng tốt nhất. Với các liệu pháp điều trị nó đều nằm ở cái đường cong màu xanh ở trên cao hẳn so với ba đường bên dưới. Tiếp đến là Luminal B và còn nhóm dầu HER2 cũng như là Baseline sẽ là nằm ở cuối cùng. Thì tuy nhiên rằng là ở trong cái nhóm mà chỉ dùng nội tiết đơn thuần thì ta không nhận thấy cái sự khác biệt ở nhóm dầu HER2 và Baseline, không có sự khác biệt. Nhưng ở trong nhóm ribociclib kết hợp với nội tiết thì cái nhóm Baseline là rất khác biệt. Vậy thì kết luận lại rằng là kể cả dùng thuốc gì thì vẫn là thuận lợi nghiêng về Luminal A, Luminal B và dầu HER2. Còn Baseline thì không khác biệt là xấu hơn tất cả. Tuy nhiên khi so sánh về cái lợi ích dùng ribociclib kết hợp nội tiết với cả placebo kết hợp nội tiết thì người ta thấy rằng là các cái lợi ích đều nghiêng về ba nhóm trên, đó là nhóm Luminal A, Luminal B và dầu HER2. Còn Baseline thì không thấy có sự khác biệt. Có thể là do cái cỡ mẫu nó cũng rất là nhỏ, nhưng bản thân là Baseline thì nó tiên lượng cũng rất là xấu. Thế và để kết luận ba cái thử nghiệm tổng hợp, ba cái thử nghiệm này thì cũng có thể cho thấy rằng là cái hiệu quả về cái các cái kết quả về sống thêm không tiến triển bệnh cũng như là cái sống thêm toàn bộ. Ngoài ra với các cái phân tích sinh học thì cũng thấy rằng lợi ích nghiêng về các nhóm Luminal A, Luminal B, HER2 so với cái nhóm Baseline. Và để đánh giá được cái hiệu quả của ribociclib với nội tiết, người ta với cái nhóm mà dầu HER2 người ta cũng chưa biết được, thì người ta cũng đã có cái thử nghiệm lâm sàng pha 3 Harmony nhưng mà hiện giờ cũng chưa có cái kết quả. Trên đây là bài trình bày của tôi. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thầy cô, quý đồng nghiệp và tất cả các quý vị.